Xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Hiện nay chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 9 đang có mặt tại chợ Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Và đứng bên cạnh tôi lúc này là ban quản lý chợ, cô Sáu. Cô Sáu ơi, cho Quang Thắng hỏi cô là ở chợ mình thì có cái điều gì đặc biệt và cô có thể giới thiệu cho tất cả quý vị khán giả cũng như là bà con của cả nước. Là chợ Bỉm Sơn là được thành lập từ năm trước, năm 82. Đấy, và chợ nó nhỏ. Hiện nay đến năm 2012 thì công ty cổ phần chợ Bỉm Sơn nâng cấp lên và đã lên tầm hơn 1 mét đất bồi lên và làm toàn bộ nó khang trang như thế này. Bà con kinh doanh trong này là cũng rất ổn định. Thế còn lại là về cái mặt hàng ở chợ Bỉm Sơn thì đa dạng, rất nhiều mặt hàng, trong đó là hàng đồ biển, cá biển, đồ tươi, đồ khô. Đây ạ, nem chua đây ạ. Nem chua này hay còn hai loại, một loại to nữa nhưng mà đây, nem chua đây gồm hai loại, một loại nhỏ và một loại to. Chào cô Dung ạ. Cô ơi, cháu hỏi cô là cô bán cái hàng nem chua rồi tất cả các thứ đồ của chợ này lâu chưa ạ? Dạ, hơn 30 năm rồi ạ. 30 năm rồi ạ? Hơn ạ. Đúng rồi, hơn 30 năm rồi. Đấy là một cái thâm niên cũng quá lớn rồi. Thế thì cô bán nem chua này lâu chưa? Khoảng hơn 20 năm, 25 năm. 25 hơn. Người ta đánh giá thế nào về nem chua của cửa hàng nhà mình ạ? Nói chung là Dung Giò đã có xưa nay nổi tiếng rồi. Tên nhãn hiệu là gì ạ? Dung Giò. Có đi tham quan Thanh Hóa thì ghé chợ Bỉm Sơn đến cửa hàng của Dung Giò nhé. Đấy, đây là nem chua rất ngon và đặc biệt, và tất cả các loại giò đây, giò chả đây. Và chúng ta đã đến chợ hải sản của chợ Bỉm Sơn đây rồi. Mắt của Quang Thắng thấy rằng là ở chợ hải sản thì rất nhiều đồ tươi. Ví dụ như là mực này, tôm này, đấy, và ghẹ này, móng tay, vẹm xanh, đấy, hầu. Tôi chỉ biết một số loại cá ở đây thôi. Còn cá này là cá mối ạ. Cá đối ạ. Thế thì ở đây thì người ta đánh giá thế nào về cái hải sản của chợ mình? Chợ mình nhá, hải sản tươi ngon. Tôi mà ở đây ấy thì chắc chắn hôm nay tôi sẽ mua ủng hộ ngay. Nhưng mà lát nữa đoàn lại phải di chuyển, cho nên là chúng tôi không thể mua cá hoặc là tôm cho cô em xinh đẹp đây được. Đã đến giờ ghi hình chương trình Tôi Yêu Chợ Việt rồi. Mời tất cả quý vị và bà con hãy ra sân khấu chính của chúng tôi và vui chơi cùng với tất cả bà con tiểu thương tại chợ Bỉm Sơn. Nào xin mời. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.